vượng pin đã ra mặt Elon Musk cẩn thận kẻo bị đo ván. Vào ngày 6 tháng 1, VinFast thông báo ông Phạm Nhật Vượng thay thế bà Lê Thị Thu Thủy làm tổng giám đốc VinFast. Thay vào đó, bà Lê Thị Thu Thủy lại làm chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast. Nghĩa là ông Phạm Nhật Vượng với bà Lê Thị Thu Thủy đổi vai trò cho nhau. Đưa tin về việc này, tờ báo Cà Phê F giật tít trực tiếp điều hành VinFast Ông Phạm Nhật Vượng chính thức ra mắt đối đầu với Elon Musk. Dường như ông Phạm Nhật Vượng đeo găng thượng đài đấu tay đôi với tỷ phú số 1 thế giới Elon. Giả sử đây là cặp đấu thật thì cũng không thể ngang tài ngang sức mà chỉ như trầu chấu đá xẻ. Báo chí Việt Nam giật tít thật kêu so sánh sức mạnh của VinFast và Tesla thì là một trời một vực, một bên là hãng startup đang chật vật kéo dài sự sống, còn mấy kia là hãng đã khẳng định vị trí số 1 thế giới về mảng ô tô điện, về doanh số bán lại càng chênh lệch. Tesla thì có doanh số bán toàn cầu lên đến 1 triệu chiếc, còn VinFast chỉ là vài chục ngàn chiếc, trong đó ông Vượng còn tự bán cho chính mình với một tỷ lệ đáng kể. So sánh giữa Elon Musk và Phạm Nhật Vượng thì cả hai ông này đều được gọi là doanh nhân và đều là chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc của hãng xe chính mình. Ngoài ra, hai ông này còn sở trường rất khác biệt. Điều đáng nói là Elon Musk trưởng thành từ môi trường cạnh tranh lành mạnh nhưng đầy khốc liệt của thị trường Mỹ. Một khi đã khẳng định được thành công trên thị trường Mỹ thì rất dễ thành công trên thị trường toàn cầu. Còn ông Vượng thành công trong môi trường cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam nên khi ra thế giới rất khó để có thể trụ vững. Và thực tế đã chứng minh điều đó, ông đốt không biết bao nhiêu tiền. Liệu hai ông này có phải là đối thủ với nhau hay không đang là một câu hỏi. Về sở trường, rõ ràng Elon Musk rất mạnh về mảng công nghệ. Ông từng sáng lập ra PayPal, một công ty thương mại địa tử thanh toán trực tuyến. Hiện nay, Elon Musk đang nắm giữ X, tức là Twitter hoặc SpaceX và Tesla. Tất cả đều là những công ty công nghệ lừng danh thế giới. Trong khi đó, sở trường của ông Phạm Nhật Vượng là bất động sản, mà là bất động sản tại Việt Nam. Công ty Vinhomes của ông Vượng được hưởng lợi không ít từ chính sách của chính quyền của Đảng Cộng sản. Còn về lĩnh vực công nghệ, ông Phạm Nhật Vượng chưa thấy có thành tựu nào. Cũng phải nói rằng ông Phạm Nhật Vượng rất có tham vọng trong lĩnh vực công nghệ, nhưng cho tới nay ông đã thất bại vài lần trong lĩnh vực này, điều mà dư luận từ trước đến nay đã ghi nhận qua những sản phẩm được Vin tung ra. Cụ thể, vào năm 2021, VinGroup cho công ty con của họ là VinSmart dừng sản xuất TV và điện thoại di động hồi tháng 10 năm 2023, Vingroup tuyên bố giải thể công ty cổ phần giải pháp dịch vụ công nghệ Vantix. Đây là một công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Nếu xét về lĩnh vực ô tô điện thì rõ ràng đây là sở đoàn của ông Vượng chứ không phải là sở trường. Trong khi đó, đây là lĩnh vực sở trường của Elon Musk. Như vậy, nếu đấu nhau thì rõ ràng ông Vượng dùng sở đoàn của mình để mà đấu với sở trường của đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều lần. Không những thế, ông Vượng còn đấu trên sân khách, nếu không bị đối thủ đè bẹp thì cũng đã trở thành công ty lớn rồi. Bà Lê Thị Thu Thủy đã thay ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch hội đồng quản trị của VinFast. Thực ra, báo chí của Việt Nam đang thực hiện vai trò của họ, đó là vai trò nô bộc cho Vin và cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ đơn giản là việc thay đổi nhân sự của VinFast thôi mà báo chí cũng kéo Elon Musk vào để đẩy tấm quan trọng của ông Vượng lên cao hơn nữa. Cách làm này không thể khiến VinFast của ông Vượng thắng được Tesla mà chỉ làm cho VinFast thêm bị coi thường vì đã quảng cáo quá lỗ bịch. Không biết trong vai trò giám đốc của công ty VinFast, ông Vượng có thổi được làn gió mới gì cho VinFast hay không? Còn nếu chỉ là xua báo chí tạo mặt nạ tại quê nhà, thì VinFast cũng chẳng làm nên trò chống gì, cũng chẳng thể làm được gì đối thủ của mình trên đất Mỹ. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vượng Vin đã ra mặt Elon cẩn thận kẻo bị đò ván. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Thích Trúc Thái Minh, một biến tướng của món lẩu thập cẩm Phật giáo và Đảng Sau vụ dùng lông phân hồ biến thành xá lợi tóc mà kéo được hàng vạn người đến chùa Ba Vàng để sụp lạy thì nhiều người cũng phải thừa nhận rằng quả là thích chúc Thái Minh nhận bén trong các thương vụ buôn thần bán thánh. Ông ta nắm được tâm lý của con nhang đệ tử và tận dụng triệt để cái tâm lý đấy để mà trục lợi đút túi bản thân cũng hành nghề buôn thần bán thánh nhưng đa số các sư quốc doanh khác không tạo được những sự kiện chấn động như thích trúc thái minh dù rằng tà tâm thì sư quốc doanh nào cũng có còn nhớ vụ tổ chức hốt tiền trong ngày lễ vui lan báo hiếu vào năm 2023 cũng là một sự kiện gây chấn động xã hội hàng loạt con nhang đệ tử tự nguyện đến dâng tiền và thích trúc thái minh chỉ có việc hốt mà thôi Việc kinh doanh mê tín dị đoan thành công như thế cũng khiến rất nhiều sư quốc doanh khác phải ganh tị. Trong đó có sư Thích Nhật Tử, trụ trì chùa Giác Ngộ đến mức hai ông này choảng nhau trên mạng xã hội cho thiên hạ cùng xem. Thích Trúc Thái Minh nhận lỗi chức chư tôn Đức trong phiên họp Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khu vực phía Bắc. Sự u mê của con nhang đệ tử mà chúa Ba Vàng cũng như các chùa khác có được là do chính sách ngu dân của chính quyền Đảng Cộng sản. Từ nền giáo dục nhồi sọ hướng toàn dân vào con đường sùng bái lãnh tụ một cách mê muội, khiến bao nhiêu lớp người được xem là có học vấn đến nơi đến chốn dưới bãi trưởng xã hội chủ nghĩa vẫn là những người thiếu sáng suốt, thiếu tư duy độc lập nên rất dễ bị lôi kéo, dụ dỗ và hốt tiền. Trong đó, Thích Trúc Thái Minh nổi lên như một người biết lợi dụng sản phẩm giáo dục xã hội chủ nghĩa để lợi dụng cho mình một cách có hiệu quả nhất. Được biết Vũ Minh Hiếu, tức Thích Trúc Thái Minh, từng học trường Đại học Kinh tế Quốc dân, một trường có tiếng hàng đầu về chuyên ngành kinh tế trong cả nước. Ông từng là sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và được làm giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong 2 năm. Kể ra, ông Vũ Minh Hiếu là người có kiến thức thực sự có điều, ông không có đức nên trở thành ma tằng có trình độ chuyên ngành kinh tế cộng với sự nhạy bén trong làm ăn với cộng với tà tâm nên Vũ Minh Hiếu quyết kiếm tiền từ mê tín và lừa lọc có nguồn đệ tử được xem là vô tận do Đảng Cộng sản mang lại Vũ Minh Hiếu được tạo điều kiện gây tiếng vàng để mà thu hút thành phần này đến chùa để cúng tiền cho ông ta mà thôi số tiền đó rất lớn không biết ông ta đang giấu nó ở đâu chỉ nhìn thấy cộng lông thích trúc thái minh đã nghĩ ngay ra được cách trục lợi thì quả là một cao thủ có một không hài. ngoài việc làm sự kiện vũ minh hiếu kết giao với những quan chức cỡ ủy viên bộ chính trị ủy viên trung ương đảng của đảng cộng sản việt nam trên mạng nhan nhản hình ảnh thích trúc thái minh trục chung với nguyễn xuân phúc cựu chủ tịch nước cựu thủ tướng với lê hồng anh cựu thường trực ban bí thư và rất nhiều quan chức cấp cao khác Điều này khiến cho nhiều người nghi ngờ Thích Trúc Thái Minh là người của Đảng, đội lốt thầy tu, bởi chính ông đã và đang kinh doanh mê tín dị đoan công khai tại khu chùa Ba Vàng, làm dậy sóng mạng xã hội rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ xử phạt chiếu lệ. Ông vẫn đường hoàng chủ trì ngôi chùa lớn Ba Vàng, nếu không có quyền lực chính trị che chở, làm sao Thích Trúc Thái Minh có thể lì lợm đến như vậy cho được? chính đảng cộng sản đã thực hiện giáo dục nhồi sọ để ngu dân hóa tạo nền tảng cho những ma tăng như thích trúc thái minh trục lợi hiện nay phía xã hội phật giáo việt nam xử lý thích trúc thái minh vụ xá lợi tóc nhưng xem ra chỉ xử lý để đối phó dư luận mà thôi còn chính quyền thì sao đây câu hỏi đặt ra họ có xử lý ông ma tăng truyền bá mê tín này hay không hay lại để cho tồn tại một buổi lễ tại chùa ba vàng Thích chúc thái mình chính là ma tăng được sinh ra từ thành phần Phật giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã lợi dụng. Phật giáo là một tôn giáo lớn của nhân loại, có giá trị về triết lý nhằm trong giáo lý Phật Pháp. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo và xã hội của họ, nhờ vậy mà Thái Bình. Trong khi đó, ở Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam giữa Đảng Cộng sản hậu thuẫn thì lại sinh ra toàn ma tăng và các trò mê tín, nhảm nhí. Phật giáo không thể cho phép chung với cộng sản nếu ghép chung thì Phật giáo chỉ có sinh ra ma tăng hàng loạt mà chính đó là nguyên nhân phá nát xã hội tại Việt Nam quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin thích trúc thái minh một biến tướng của món lẩu thập cẩm Phật giáo và đảng quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa thời báo.de